Chào mọi người, Flick đây. Trước khi vào nội dung video đừng quên ấn thích, đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tiếp nối những diễn biến của phần 2, sau buổi đi chơi vui vẻ cùng Manabe, trên đường về Hazuka bất chợt nhìn thấy một dòng suy nghĩ vô cùng kinh khủng từ một ai đó vừa đi ngang qua, khiến cho cô bé ngất xỉu ngay trên đường. Lúc này tại văn phòng của hội ESP, Muroto đang nói về việc gần đây liên tục xảy ra các vụ tấn công nhằm vào nữ sinh cao trung, có các tình tiết trùng khớp với đoạn ý nghĩ mà Hazuka đã đọc được. Do Hazuka không nhìn thấy mặt hung thủ cũng như rất khó để giải thích về khả năng tâm linh của cô bé, nên cả bọn quyết định không báo cảnh sát mà chỉ tiếp tục quan sát tình hình. Tuy đã nghe Muroto nói rằng khả năng tên hung thủ tìm đến mình là rất nhỏ, thế nhưng Hazuka vẫn rất sợ hãi khi phải ở một mình, nên đã đề nghị Manabe ở lại cùng với cô. Sau khi tạt qua nhà để lấy đồ, Manabe hào hứng quay lại nhà Hazuka với quyết tâm sẽ trở thành một người đàn ông đích thực trong hôm nay. Thế nhưng sự xuất hiện của Hiyori đã đập tan mộng tưởng tươi đẹp của thằng nhỏ. Do nạn nhân của vụ hành hung gần nhất cũng học tại trường của cả bọn, cho nên cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại đó để lấy thêm thông tin. Sự xuất hiện của cảnh sát làm cho Hazuka thực sự phân vân về việc có nên tiếp tục giữ im lặng nữa hay không. Hiyori thì vẫn khuyên Hazuka nên làm theo lời của Muroto để tránh những rắc rối không cần thiết. Thế nhưng không may là cuộc nói chuyện đã bị hai nữ sinh trong lớp nghe được, rồi chạy đến hóng hớt làm cho Hazuka khá là bối rối. Thế vậy, Hiyori liền nổi nóng và đuổi hai người kia đi. Tuy nhiên chuyện này cũng đã gây nên sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp. Sang ngày hôm sau, tin đồn một học sinh trong trường biết về hung thủ của vụ hành hung nhưng hèn nhát không chịu ra tố cáo, đã lan truyền khắp toàn trường. Hiyori cảm thấy chính mình là người đã gây ra chuyện này nên đã xin lỗi Hazuka, nhưng mọi người đều nói rằng đó không phải là lỗi của cô. Đúng lúc này, Genzu đột nhiên gọi điện đến và nói muốn mời cả bọn đi ăn tối. Mọi người đều cảm thấy rất phấn khích khi lại sắp được ăn chung một bữa sang chảnh. Chỉ riêng Hiyori từ chối với lý do có việc bận nên sẽ không đi. Sau khi gặp mặt, Genzu mới nói cho Hazuka biết cả Iriko và Hiyori đều đã gọi điện cho ông ấy vì lo lắng cho tâm trạng hiện tại của Hazuka và muốn làm cô bé vui lên. Bất ngờ lúc này mẹ của Hazuka là Kumiko cũng xuất hiện cùng với tình mới của bà ấy. Gặp lại Kumiko, Hazuka thậm chí còn không thể thốt ra nổi một lời dù có rất nhiều điều muốn nói với mẹ của mình. Sau đó khi bạn trai của Kumiko tiến đến chào hỏi, Hazuka bất giác tỏ vẻ kinh ngạc sau khi đọc được ý nghĩ của ông ta. Kumiko ngay lập tức nhận ra điều này nên đã nổi giận rồi mắng mỏ làm cho cô bé rất sợ hãi. Thế rồi sau đó dưới sự cổ vũ của ba người bạn, Hazuka đã lấy lại bình tĩnh và nói với mẹ mình rằng hiện tại cô đã có bạn và không còn cô độc như trước nữa. Tiếp đó khi nghe Manabe khẳng định sẽ không bao giờ bỏ rơi Hazuka, Kumiko chỉ tỏ vẻ không quan tâm và nói hai người thích làm gì thì làm. Câu nói này vào tai Manabe lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Cậu ta tưởng đã được mẹ vợ đồng ý, lại tiện đang ở khách sạn nên muốn động phòng ngay cho nóng, làm cho Kumiko không nhịn được phải ra tay cho Manabe ăn một cái củi cho cửa thốn. Đúng vào giây phút đó, Hazuka dường như cảm nhận được Kumiko vẫn còn quan tâm đến mình, dù chỉ là một chút. Ngày hôm sau, Hazuka vui vẻ mang theo một ít đồ ngọt đến trường định đưa nó cho Hiyori, thì mới bất ngờ biết được cô ấy đã bị cảnh sát bắt. Thì ra tối qua lại tiếp tục xảy ra một vụ tấn công, nhưng không hiểu sao lần này Hiyori lại có mặt ở đó, cho nên cô đã bị cảnh sát cho vào diện tình nghi và tạm giam chờ điều tra. Trong lúc cả bọn còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên phát hiện cô thám tử ngực bữa hôm trước đang vẫy tay gọi bọn họ từ phía xa. Tiếp đó cả bọn được Tsukino lén đưa đến gặp Hiyori vì cô ấy nghĩ nếu có bạn bè bên cạnh Hiyori sẽ hợp tác hơn trong quá trình điều tra. Thế rồi Hiyori bắt đầu kể lại sự việc, thì ra do cô bé biết được người tung ra lời đồn ác ý với Hazuka là một trong những người bạn của mình nên đã gặp và bảo cô ấy dừng việc đó lại nhưng không được. Vì vậy, Hiyori quyết định đi theo để tiếp tục thuyết phục cô gái đó, nhưng cuối cùng lại phát hiện bạn của mình đang nằm bất tỉnh sau khi bị tấn công. Việc có mặt tại hiện trường thêm vào trước đó đã có lời lẽ hăm dọa nạn nhân, đã biến Hiyori thành nghi phạm số 1 của vụ án này. Biết Hiyori ra nông nỗi này là vì chuyện của mình, Hazuka không thể im lặng được nữa mà quyết tâm nói ra những gì mà cô bé biết. Đúng lúc này cửa phòng tạm giam bị mở ra, vị thanh tra lần trước cũng có mặt để nghe những thông tin mà Hazuka sắp nói về tên hung thủ. Ban đầu thanh tra Iyama tỏ ra không mấy tin tưởng vào những gì mà cô bé nói, nhưng sau khi bị Hazuka nói ra những thông tin bí mật về cuộc sống của mình, ông ta đã bắt buộc phải thay đổi thái độ. Tuy đã tin tưởng Hazuka thế nhưng Iyama nói vẫn không thể thả Hiyori ra được bởi vì năng lực tâm linh vẫn chưa được xã hội công nhận nên không thể đem ra làm bằng chứng. Hơn nữa, cảnh sát cũng có danh dự của riêng mình và không thể lệ thuộc vào những thứ xa lạ như thế được. Nghe những lời này, Iriko vô cùng giận dữ liền nhắc lại cho Iyama nhớ về chuyện của mẹ cô, người cũng đã chết chỉ vì cái thứ gọi là danh dự cảnh sát đó. Sau khi cả nhóm ra về, Iyama đã kể lại cho Tsukino nghe rằng mẹ của Iriko đã hỗ trợ cảnh sát rất nhiều trong việc điều tra, nhưng là với tư cách không chính thức, cũng vì lẽ đó nên bọn họ chỉ có thể làm ngơ khi bà ấy bị vu oan là đồ giả mạo. Tsukino không quá tập trung vào câu chuyện của Iyama,
mà chỉ đang tự hỏi tại sao những người bạn của Hajuka lại có thể chấp nhận việc bị đọc ý nghĩ mọi lúc để ở bên cạnh cô bé. Không biết có phải bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng hay không, mà trên đường về Iriko đã cố gắng thuyết phục cả bọn sử dụng khả năng tâm linh của Hajuka để tìm ra hung thủ, từ đó có thể cứu Hiyori ra ngoài. Muroto thì luôn ủng hộ Iriko, Hajuka thì cho dù có chút sợ hãi nhưng cô bé vẫn quyết định sẽ làm việc này vì Hiyori, chỉ có Manabe là kiên quyết phản đối, bởi vì cậu không muốn Hajuka phải đối mặt với bất cứ nguy cơ nào. Thế rồi sau một hồi tranh cãi, Hajuka đã lỡ miệng nói rằng mình ghét Manabe khiến cho cậu ta khá sốc, rồi sau đó tuyên bố từ giờ sẽ mặc kệ chuyện của cô. Lúc này tại trụ sở của hội ESP, ba người đang cùng nhau phân tích về những nơi mà hung thủ đã từng gây án. Thế nhưng Iriko và Muroto đều nhận thấy Hajuka không hề tập trung vào những gì họ nói mà chỉ nghĩ về chuyện của Manabe, nên đã bảo cô bé về nhà nghỉ trước. Trên đường về, Hajuka tình cờ gặp mặt Tsukino tại một công viên ở gần nhà. Sau khi biết ý định sẽ tự truy tìm hung thủ của bọn Hajuka, Tsukino đã ra sức ngăn cản và khuyên cô bé nên để chuyện nguy hiểm này cho cảnh sát lo liệu. Mấy ngày sau, Hiyori bất ngờ được thả do lại có một vụ hành hung khác xảy ra trong thời gian cô bị tạm giam. Vì vậy, bọn họ cũng không còn lý do để tiếp tục việc làm nguy hiểm kia nữa. Thế nhưng bất ngờ là Hajuka lại lên tiếng nói rằng cô muốn tìm ra tên hung thủ. Iriko biết Hajuka làm vậy là vì mình nên rất cảm động. Trong một cuộc điện thoại sau đó, Tsukino tiếp tục khuyên cả nhóm nên dừng mọi việc đang làm lại, đồng thời còn nhấn mạnh cả bọn nhất định không được đến gần con hẻm trên đường số 2 vì có thông tin cho thấy tên hung thủ có thể đang trú ngụ ở gần chỗ này. Phớt lờ mọi cảnh báo từ Tsukino, Iriko lại cho rằng đây là một cơ hội và quyết định sẽ lấy mình ra làm mồi nhử để dẫn dụ tên hung thủ. Kế hoạch nhanh chóng được vạch ra, sau đó cả bọn ngay lập tức lên đường tới con hẻm. Thế rồi khi gần đến nơi, Hajuka bất chợt lại nghe được suy nghĩ của tên hung thủ và kinh dị hơn là trong nội dung của dòng suy nghĩ đó còn nhắc đến tên của Iriko. Linh cảm có điều không hay, Muroto chạy ngay đến con hẻm thì bắt gặp cảnh tên hung thủ đang chuẩn bị tấn công Iriko nên đã lấy tấm thân cao lớn của mình ra để đỡ hộ cô một gậy. Hiyori lúc này cũng đã đến nơi và ngay lập tức giao chiến với tên hung thủ, thế nhưng cô cũng không phải là đối thủ của hắn nên nhanh chóng bị ném vào đống rác. Tên hung thủ thấy người đi đường cũng đã bắt đầu để ý nên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi đưa Muroto vào trong bệnh viện, ở bên ngoài Hajuka lại bắt đầu ôm hết trách nhiệm vào người, giống như cô bé vẫn làm trước đây mặc cho Hiyori đã cố gắng khuyên giải. Khi đang một mình lang thang vô định, Hajuka lại một lần nữa tình cờ gặp Tsukino tại cái công viên lần trước. Thấy chân cô bé đang bị thương nên Tsukino đã đưa Hajuka về nhà mình để sơ cứu vết thương. Vì sợ Hiyori sẽ lo lắng nên Hajuka đã nhắn tin để báo cho cô ấy biết mình đang ở nhà của Tsukino. Trong lúc Manabe đang buồn chán nằm ở nhà và chờ đợi một tin nhắn từ Hajuka thì đột nhiên Hiyori từ đâu xuất hiện, rồi bắt cậu đi cùng đến cổng trường tiểu học nơi hai người từng học chung. Sau khi nói qua về những chuyện vừa xảy ra, Hiyori đã cho Manabe một cái tát và hỏi cậu đã ở đâu trong lúc Hajuka cần nhất. Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà định bỏ rơi cô bé hay sao? Thế nhưng đó không phải là tất cả những gì mà Hiyori muốn nói. Tiếp đó cô đột nhiên tỏ tình với Manabe làm cho cậu vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhận ra là Hiyori đang nghiêm túc, Manabe cũng đã thẳng thắn từ chối và nói cậu chỉ yêu một mình Hajuka. Nghe câu trả lời của Manabe, Hiyori cũng không lộ vẻ buồn bã hay thất vọng. Cô nói rằng mình đã biết trước đáp án nhưng vẫn quyết định sẽ nói ra để không phải hối hận, đồng thời cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Thế nhưng tất cả những biểu hiện phóng khoáng đó đã biến mất hoàn toàn sau khi Manabe rời đi. Hiyori ngồi sụp xuống và không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình, dù đã đoán được trước kết quả này. Lúc này tại bệnh viện, sau sự việc vừa xảy ra với Muroto, Iriko cũng đã nhận ra sự trả thù ích kỷ của cô có thể sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Iriko vẫn cho rằng lý do Muroto luôn cố bảo vệ cô là vì xuất phát từ lòng kính trọng đối với mẹ của cô. Thế nhưng sau đó Muroto đã nói thẳng ra rằng vị trí của Iriko ở trong lòng cậu ta còn quan trọng hơn lòng ngưỡng mộ đó rất nhiều. Tiếp đó, Muroto phát hiện ra một điều bất thường, chính là lời nhắc nhở đừng đến con hẻm kia của Tsukino dành cho bọn họ. Thông thường điều này sẽ khiến cho đối tượng được nhắc nhở càng tò mò và muốn đến nơi đó hơn. Thêm vào đó, tên hung thủ còn biết được tên của Iriko và biết trước được chuyện bọn họ sẽ có mặt ở đó để ra tay. Tất cả những điểm này đều khiến cho Tsukino vô cùng đáng nghi. Lúc này, tại nhà của Tsukino, cô ta cũng đã bắt đầu ra tay với Hajuka, khiến cô bé vô cùng hoảng sợ. Điều lạ là ý nghĩ hiện tại của Tsukino lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà Hajuka đã đọc được trong những lần gặp mặt cô ta trước đây, giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Sau khi phát hiện ra điểm nghi vấn, Muroto đã cố gắng tìm ra địa chỉ nhà của Tsukino, rồi báo cho Manabe biết để cậu ta có thể nhanh chóng đến đó. Sau một hồi truy đuổi, Hajuka đã bị Tsukino dồn đến lan can của sân thượng và không còn đường thoát nữa, vậy nên Tsukino cũng không keo kiệt mà giải thích những nghi vấn trước khi tiễn cô bé lên đường. Thì ra từ nhỏ, Tsukino đã có vóc dáng cao lớn hơn hẳn bạn cùng lứa, làm cho cô ta rất rụt rè và luôn bị bạn bè trêu chọc. Vì vậy, Tsukino đã quyết định học võ để mạnh mẽ hơn,
nhưng điều này lại làm cho những người xung quanh sợ hãi và không muốn làm bạn với cô ta. Sự cô độc đã làm cho Tsukino chọn cách chôn giấu những ý nghĩ tiêu cực vào sâu bên trong mình, để rồi sinh ra nhân cách tà ác này lúc nào không hay. Sau khi nói hết những gì cần nói, Tsukino tà ác giơ cao cây gậy rồi vụt mạnh về phía Hajuka, cũng may Manabe xuất hiện kịp thời để đỡ hộ cô bé. Tiếp đó, bằng sự đồng cảm phát ra từ trái tim, Hajuka đã giúp Tsukino thức tỉnh và chiến thắng được nhân cách tà ác bên trong mình. Tiết trời lúc này cũng đã chuyển sang đông, hiện tại tất cả mọi người đã quay trở lại cuộc sống bình thường sau biến cố đó. Iriko cũng nói lời xin lỗi vì đã bắt Hajuka phải làm theo ý muốn ích kỷ của mình, còn Hajuka thì lại cảm ơn Iriko vì đã mang cô bé đến với nơi kỳ diệu này để có thể được làm chính mình. Tối đó, sau khi trở về, Hajuka đã rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Kumiko ở bên trong căn phòng của mình. Trong cuộc nói chuyện sau đó, hai người dần dần to tiếng với nhau. Hajuka cũng không còn vẻ sợ sệt khi đứng trước mẹ của mình nữa, mà đã có thể tự tin nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng. Tiếp đó, trong lúc say, Kumiko đã nói lời xin lỗi Hajuka và trong khoảnh khắc đó, cô bé cũng hiểu được những suy nghĩ của mẹ mình lúc bà ấy bỏ nhà ra đi. Thì ra do tự cảm thấy mình là một bà mẹ vô dụng, khi không thể bảo vệ được con mình, Kumiko đã chọn cách trốn tránh để không phải đối mặt với sự thật đó, chứ không phải là bà ấy không còn yêu thương Hajuka. Tuy cách làm của Kumiko vẫn rất đáng trách, thế nhưng trong đó lại cũng có một phần đáng thương. Sáng hôm sau, Kumiko thức dậy nhìn Hajuka nằm bên cạnh với ánh mắt dịu dàng, sau đó làm cho cô bé món trứng chiên mà ngày nhỏ Hajuka thích ăn nhất, đặt ở trên bàn rồi sau đó mới rời đi. Dù đã hiểu rõ về tình cảm mà Manabe dành cho mình, thế nhưng Hajuka vẫn muốn có một sự xác nhận bằng lời nói về chuyện của hai người. Vì vậy, cô bé quyết định không chờ đợi nữa mà tỏ tình với Manabe, khiến cho cậu ta vô cùng bất ngờ. Dưới sự nhắc nhở của Hajuka, Manabe mới nhớ ra mình chưa từng bày tỏ tình cảm trực tiếp với cô bé, nên đã ngay lập tức sửa sai và nói lời yêu với Hajuka một cách vô cùng dịu dàng. Phần tóm tắt của bộ này đến đây là hết. Nếu thấy video hay đừng quên ấn thích, đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.